bạn đang đứng trước nhà số 8 ngõ 50 phố Võng Thị. Anh có gì anh quay để tăng bán không đây anh em lên cùng đây là tòa nhà 5 tầng diện tích mặt bằng là 60,4 m, mặt tiền 4 m 2. Chúng ta đang đi vào tầng 1, tầng 1 có chỗ để ô tô và ô tô có thể theo đường phố Võng Thị vào tận trong nhà đúng không? Đây là chỗ để ô tô này. Phía trong đây là một cái tiểu cảnh này đúng không? Đấy. Đây là cái này gọi là bồn nước phong thủy à? Giếng rời. Giếng rời thông lên tận tầng 5 đúng không? Có cái cầu này dẫn vào tận bếp à? Đây là bếp này. Không có vấn đề gì. Hơi bị đẹp đấy. Cái nhà này giá 12 tỷ mà trả mà vào ở toàn diện đồ đạc đầy đủ thì ngon quá. Đây là cái kho xếp đúng không? Vâng. Trang trí đẹp. Nóng lạnh bình điều hòa 2 chiều luôn. Đây là một cái nhà vệ sinh nhỏ đúng không? Vâng. Vệ sinh tầng 1. Vệ sinh nhỏ đó. Có những người nấu bếp này. Nhưng mà cũng có đủ hết. Bồn bệt đi lắp hết. Đây là tiểu cảnh phong thủy. Đây là cái giếng rời lên tận trên nóc nhà đó. Ôi trời. Tận tầng 5. Đấy. Thì bắt đầu ta lên phòng hạ tầng 2 nhá. Tầng 2 thì có 2 phòng. Một phòng khách rộng 28 m đó. Cầu thang gỗ này. Đấy, và phía sau là phòng ngủ rộng 17 m đó. Phòng ngủ là có đầy đủ nhà vệ sinh khắp kín đó. Bây giờ ta vào phòng ngủ tầng 2 trước này. Sàn nhà lát gỗ này. Lát gỗ tự nhiên. Gỗ tự nhiên. Đây nhà vệ sinh này. Đây là bồn rửa mặt này. Ngoài hoa sen này. Có nước nóng chưa? Nước nóng đủ hết đúng không? Nóng nóng tầng trên. Đây là bệt này. Rồi. Giờ đến phòng khách nhá. Vâng. Và phòng khách này, phòng khách diện tích là 28 m đúng không? Vâng. Khách diện tích. Đấy. Em chưa được lắp rèm. Chưa lắp rèm. Sẽ lắp, không là cái gì cả. Bên tường là ốp gỗ hết. Vâng. Trời, bên trên trần là trang bị đèn trang trí này. Đấy, phía trước là nhìn thẳng cái sân rộng 200 m đó. Vâng. Này 400 m đi. Lấn sân nhà bác. Sân chơi của trẻ em đó. Vâng, sân chơi chung của phường. Bên kia là bụi tre. Rồi, còn thế tầng 3 là mấy phòng? Tầng 3 là 2 phòng đúng không? Vâng. 2 phòng ngủ. Vâng. Thì một phòng là đi 17 m, cũng giống như là tầng 2, và một phòng nó ăn với phòng thông từ phòng khách lên là 28 m đó. Vâng. Rộng quá. Phòng ngủ rộng. Cũng nhìn ra ban công rộng như kia. Đây. Vệ sinh khép kín. Vệ sinh khép kín đó. Trong vệ sinh này. Đấy, bồn rửa mặt này. Bồn sục massage này. Bình nước nóng này. Phía sau giống. Thế còn tầng 4 giống hệt tầng 2 đúng không? Vâng. Đấy, còn tầng 5 thì một nửa là có phòng phía sau. Vâng. Và phía trước là cái sân trời để phơi bóng đúng không? Vâng. Rồi. Và ban công, các tầng đều có ban công nhìn ra một cái sân chơi rộng. Vâng. 400 m². Cách 100 m là ra ngoài Hồ Tây đúng không? Vâng. Ôi trời. Con gái đây à? Vâng, cháu gái đây. Ôi trời. Nhà to rồi thì tôi chỉ phối phụ mã lên hỏi.